Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật pháp với thượng tọa Thích Giác Đẳng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh điều về Bến Giác. Chúng vị tuần lễ này chúng ta sẽ bàn về một điều được nói đến trong kinh điển Phật giáo rất là nhiều, là sống trong hiện tại và liên quan về tương lai. Có lẽ là đề tài này ít bao giờ cho chúng ta nhiều sự băn khoăn như trong hoàn cảnh hiện nay của thế giới cũng như ở tại Hoa Kỳ. Một mặt thì chúng ta có nhiều người phải hạn chế đi lại và tìm những gì mà chúng ta tạm gọi là những cái cố gắng để làm cho cuộc sống của chúng ta ngay trong hiện tại được dễ chịu hơn, được thoải mái hơn. Đồng thời rõ ràng là chúng ta có nhiều điểm để liệu toàn về tương lai. Sáng nay khi mà chúng tôi chuẩn bị thâu chương trình phát thanh về Bến Giác hôm nay thì có đọc một bản tin nói về trường hợp cả hàng mấy mươi triệu học sinh sẽ trở lại trường học vào mùa hè năm nay. Và hiện nay thì trường học cũng như chính quyền chưa có một đề xuất nào gọi là khả dĩ có thể yên tâm. Trong việc học sinh trở lại giữa mùa dịch corona, nói một cách khác thì có nhiều chuyên gia nói rằng khi trẻ em không thể đến trường và đặc biệt là những em bé không đến nhà giữ trẻ được sẽ là một vấn đề vô cùng khó khăn cho cha mẹ để đi làm, và như vậy sẽ ảnh hưởng đến kinh tế lớn lao. Dĩ nhiên là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 không đơn giản dừng lại ở tại đây, nó có ảnh hưởng nhiều lĩnh vực khác của đời sống. Nhưng mà đối với những gia đình có con nhỏ và có con em đi học, nó là vấn đề phải băn khoăn. Thì câu hỏi của chúng ta đặt ra rằng có thể nào chúng ta sống mà chỉ nghĩ đến hiện tại mà không có nghĩ đến tương lai? Thì thứ gì trước nhất chúng ta nên nói một điều rằng trong cái điển của Phật pháp không có nói rằng nếu chúng ta sống với hiện tại không có nghĩa là chúng ta không nghĩ đến tương lai. Và dĩ nhiên là nếu mình tin vào lý nhân quả và mình tin vào những gì mà mình đang làm có ảnh hưởng đến đời sống mai hậu, thì chắc chắn rằng có một sự liên hệ mật thiết giữa hiện tại và tương lai. Tất nhiên tương lai không phải quyết định hoàn toàn bởi hiện tại, mà tương lai cũng còn chịu ảnh hưởng bởi quá khứ, bởi những gì mà chúng ta đã làm trong thời gian nhiều tháng trước, nhiều năm trước, ngay cả nhiều kiếp trước. Nhưng mà trên phương diện nhân quả thì những gì mà chúng ta đang sống trong hiện tại có một ảnh hưởng rất lớn đối với những gì sắp xảy ra, ít nhất là về phương diện tâm lý. Lấy ví dụ như là tâm trạng của chúng ta hôm nay, nếu phấn khởi, lạc quan, nếu chúng ta sống hiện tại ăn uống tốt, kháng thể tốt, chúng ta cho ngày mai. Nhưng mà nếu hôm nay mà chúng ta không chuẩn bị tốt thì chắc chắn nó có ảnh hưởng đến một tương lai rất gần. Thì ở đây, sống trong hiện tại trong Phật pháp nghĩa là gì? Và nói đến liên quan trong tương lai thì cái gì chúng ta có thể làm được và cái gì chúng ta không làm được? Thưa quý vị, sống trong hiện tại trước nhất là một điều đôi khi nó đi ngược lại với cái thói quen hay là chúng ta gọi là bản năng. Con người quen sống với mơ mộng. Người ta nói rằng sống trong hy vọng, sống trong mơ mộng thì cái gì cũng đẹp. Và điều này lâu ngày nó cho chúng ta cái ảo giác là chúng ta nghĩ về một tương lai xa xôi, một phương trời viễn mộng, hơn là chúng ta tập trú vào trong giây phút hiện tại này. Và cũng là một thói quen, đôi khi chúng ta nghĩ quá nhiều về tương lai mà chúng ta đánh mất đi hiện tại. Và do vậy, sống trong hiện tại
còn có một khía cạnh khác, đó là chúng ta rất là tỉnh táo với những gì mình đang làm. Nếu ví dụ như là chúng ta lái xe từ Houston lên Dallas vì một công việc gì đó, nhưng mà nếu trên đường đi chúng ta chỉ miên man nghĩ đến những gì sẽ làm ở Dallas mà chúng ta quên hẳn đi là xe cần đổ xăng, quên hẳn đi là mình cần ghé chỗ nào để ăn uống, mình quên hẳn đi là ở chung quanh mình có những chiếc xe chạy quá nguy hiểm, quá gần hoặc quá xa mà chúng ta phải cẩn trọng. Nếu chúng ta không tỉnh táo với những giây phút hiện tại khi mình đang lái xe mà chỉ nghĩ đến cái mục đích điểm sau cùng là Dallas, thì thứ vị điều đó có thể là một vấn đề của chúng ta. Và một điểm khác mà khi mà chúng ta nói về tương lai và hiện tại là trên thực tế dù quá khứ, hiện tại, tương lai nó không có gì khác biệt. Quá khứ từng là tương lai, từng là hiện tại, và hiện tại sẽ là quá khứ, và hiện tại vốn đã là tương lai, và tương lai rồi sẽ trở về với hiện tại và sẽ lui vào quá khứ. Trong một cái nhìn căn bản thì quá khứ, hiện tại, vị lai chỉ là ba thời điểm khác nhau, nhưng mà rồi tất cả sẽ thôi về quá khứ. Nhưng mà quái quan là ở trong cái phản ứng tâm lý của chúng ta thì chúng ta vẫn thường hay dính mắc với một điều gì đó liên quan đến thời La Gia. Có những người luôn luôn hoài niệm về một quá khứ vạt sông, oanh liệt, vang bóng một thời. Điều này nó cũng là một thói quen. Cái gì đã qua, đôi khi mình nghĩ rằng mình đã biết rõ, biết chắc, và đôi khi chúng ta lại trao chuốt, tô hồng chút lục cho nó đẹp thêm, nhưng mà kỳ thật cũng chưa chắc là đẹp hơn hiện tại. Thưa quý vị, chúng tôi có một kinh nghiệm mà ngày xưa ở trại tị nạn Bulupidong, thì do cái phương tiện hạn chế, do tiền bạc hạn chế, đi lại cũng hạn chế, nhưng mà tất cả mọi người đều mơ ước về một cái thời gian nào đó bị nơi định cư tại địa tam quốc gia như là Canada, Úc hay là Hoa Kỳ, vân vân. Nhưng mà rồi sang Hoa Kỳ làm việc có đôi khi đỏ đầu tắt mặt tối, và cũng có những người thỉnh thoảng nhắc lại, ô những tháng ngày ở trại tị nạn thấy vậy mà rất là êm đềm, thấy vậy ít có lo lắng, như là không phải lo trả bill, không phải lo vật lộn việc này việc khác, và thời đó có vẻ người ta sống với tình người nhiều hơn là sống ở này, vân vân. Thì thật thì nếu chúng ta nhìn lại kỹ thì cái gọi là quá khứ, hiện tại và tương lai không hẳn là quyết định được hạnh phúc. Nhưng mà có một điều chắc chắn rằng quá khứ đã qua rồi, và cái gì đã qua thì chúng ta không sửa lại được. Và có một điều khác là tương lai, thì thật sự cho dù chúng ta tính là tương lai như thế nào nhưng mà nó vẫn là một điều bất bên vô định, không ai biết được. Cách đây 3-4 tháng không ai nghĩ là nước Mỹ sẽ có tình trạng đại dịch như ngày hôm nay. Và những gì xảy ra hôm nay nó nằm ngoài tất cả sự tưởng tượng của chúng ta hết. Chúng tôi có quen với một gia đình Phật tử ở Oregon. Thưa quý vị, gia đình này đang có một đời sống và tương đối tổ chức rất là tốt, và có một tiệm nail. Rồi cha mẹ già thì người mẹ muốn vào ở trong một cái assisted living community, tức là một cái trại dưỡng lão mà tương đối là cũng sang trọng, và con cái cũng sắp xếp cho bà cụ được vào ở như bà cụ muốn. Và rồi việc đi học của con cái ở xa thì nó cũng tốt. Thế nhưng chỉ trong một vài tháng đại dịch đến, cái cơ sở làm ăn cũng có vấn đề, và bà cụ ở trại dưỡng lão thì cũng lo sợ với lên về nhà, rồi con cái đi học cũng có vấn đề. Nó chỉ đơn giản là trước đó vài tháng thì chúng ta hoàn toàn không nghĩ ra hiện tại. Thật ra đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình có những tính toán rất là tốt về tương lai, nhưng mà phải nhận ra một điều rằng chúng ta biết rất ít về tương lai. Chúng ta biết rất ít tương lai, cũng như ngày hôm nay người ta đang nói nhiều, đang có những tiên liệu về thị trường cổ phiếu, đang tiên liệu về kết quả của bầu cử tổng thống vào tháng 11 này, tiên liệu về cái thuốc
chủng ngừa cho COVID-19. Nhưng mà tất cả không có nghĩa là những điều đó đó nó chắc chắn sẽ xảy ra. Bởi vì nếu ai biết chắc chắn sẽ xảy ra gì ở tương lai thì những người đó đã không là họ nữa. Cũng giống như là chúng tôi có nghe rất là nhiều Phật tử nói rằng nếu mình biết trước trước bệnh dịch như vậy thì mình sẽ chuẩn bị mua trước rất là nhiều khẩu trang N95, bán lại chắc cũng là giàu có. Nhưng mà thưa quý vị, thật ra chúng ta không biết nhiều về tương lai mà chúng ta nghĩ. Chỉ có một điểm là hiện tại là cái gì chúng ta biết rõ nhất. Nhưng mà quái quan thai là với đa phần chúng ta rất khó đem tâm tư để sống với hiện tại. Lý do rất là đơn giản là nhiều khi chúng ta có thói quen nặng về quá khứ, là một con người sống với vô nhiều cái hoài niệm về dĩ vãng, và đôi khi chúng ta sống về nhiều về mơ mộng, cảm thấy cái gì thuộc về hy vọng nó đẹp hơn. Giống như người ta nói là chuẩn bị ăn Tết thì nó vui hơn là khi Tết đã đến rồi. Và đôi khi giờ phút hiện tại làm cho chúng ta cảm thấy nhàm chán. Có một lần chúng tôi nói chuyện với một vị thiền sư, và vị đó nhắc lại một cái giai thoại là có một thiền sinh vào trong trường thiền hành thiền, và vị thiền sinh tâm sự rằng sao bình thường cuộc sống hàng ngày với gia đình, đọc báo, đi xem, đi nghe nhạc vân vân không thấy gì, nhưng mà khi mà vào trường thiền hành thiền theo dõi hơi thở thì thấy rằng tay chân cũng như thừa, thì giờ nó cũng như thừa, và chỉ trong thời gian qua mau. Thì như vậy đôi khi chúng ta phải đặt câu hỏi rằng chúng ta có thực sự có khả năng để sống giờ phút hiện tại hay không, hay là chúng ta cảm thấy buồn, cảm thấy chán. Và có người chúng ta từ lúc đầu có vẻ cũng như là đang chuẩn bị cho một tương lai, mà tương lai đó chúng ta thực sự không rõ là nó sẽ ra sao. Thì thứ gì theo Phật pháp thì cái khả năng sống trong hiện tại đòi hỏi chúng ta điều chỉnh một chút thói quen, và đã là thói quen thì không dễ đi điều chỉnh. Nhiều người sống luôn luôn bằng một cái hoài niệm sâu sắc về quá khứ, nhắc rất nhiều về quá khứ, nhưng mà họ không quan tâm đến hiện tại. Và có những người luôn luôn vẽ ra những cái tương lai rực rỡ, nhưng đồng thời họ không có khả năng sống với hiện tại. Hiện tại theo Phật pháp đó, là cái gì mà chúng ta có thể sống bằng sự tỉnh táo, bằng chánh niệm và bằng cái khả năng tập trung bền bỉ bằng chánh định. Định và niệm đó là cái khả năng đem chúng ta trở về với hiện tại. Nếu chúng ta sống luôn luôn nhắc chuyện quá khứ và chúng ta sống luôn luôn vẽ vời cho tương lai mà chúng ta không có một cái hành động cụ thể nào, hoặc là giả là không sống an lạc được giờ phút hiện tại, thì đôi khi chúng ta phải đặt lại vấn đề. Nói một cách khác thì dù là quá khứ chỉ là ký ức và tương lai chỉ là một cái bánh vẽ, cái hiện tại là một chiếc bánh thật. Cho dù chiếc bánh thật đó nó có ngon có dở, nó không đẹp bằng chiếc bánh vẽ, nhưng mà là cái gì chúng ta có thể nhai được, có thể nếm, có thể thưởng thức được, thì chúng ta không nên vì cái bánh vẽ quá đẹp mà chúng ta bỏ quên đi cái bánh thật. Hơn bao giờ hết, có lẽ là trong thời đại dịch, cả nhân loại khi mà chúng ta bước qua con số lây nhiễm có thể lên tới 17 triệu người, thì chúng ta phải thấy rằng cho dù có những cái xáo trộn về xã hội, có những cái vô định về tương lai, tuy nhiên tất cả những điều đó đều cần một thứ là một cái tâm rất tỉnh táo, rất vững vàng, và cái vững vàng đó bắt đầu từ trong hiện tại này. Lấy ví dụ như là có những lần chúng ta chạy bão, chúng tôi nhớ rằng có đôi khi chúng tôi sống tại thành phố Houston, bão đến và người ta chạy bão lên Dallas. Và dĩ nhiên cái điểm đến cuối cùng là Dallas, một căn nhà, một người bạn hay một nơi nào đó an toàn để trốn bão. Nhưng mà lộ trình đi, ở trên con đường đi đó, nó vẫn cần chúng ta tỉnh táo, rất tỉnh táo với hiện tại và có một hiện tại rất tốt. Nếu trên hành trình đi mà tâm thái của chúng ta không được, chúng ta mang cái tâm trạng hoảng loạn
hay lo lắng, hay nghĩ quá nhiều điểm đến, thì đôi khi chúng ta sẽ tạo nên những cái tai nạn cũng được. Vì vậy, đúng là ở trong một cái thời buổi, trong một cái trạng huống mà chúng ta có nhiều cái liệu toan về tương lai, nhưng mà tất cả bác sĩ và tất cả những chuyên gia đều nhắc chúng ta rằng đối với bệnh dịch thì nên lưu tâm là kháng thể chúng ta phải tốt, và muốn kháng thể tốt tinh thần phải tốt. Và chúng ta hãy nhìn lại trong hiện tại, cái gì mà mình có thể tận dụng được những giờ phút này. Một người mà thực sự khéo kế hoạch cho tương lai là người đó có thể tận dụng được cuộc sống hiện tại và làm cái gì có lợi lạc. Nếu một người mà không có khả năng sống lợi lạc trong hiện tại mà nghĩ rằng ở trong tương lai mình tốt, đôi khi chúng ta đang làm một việc gọi là thả mồi bắt bóng. Thành ra việc ở tại đây, thưa quý vị, sống trong hiện tại không đơn giản là một cái tính lý của đạo giáo, mà sống trong hiện tại là một phương pháp thực tập. Cho dù chúng ta có đồng ý rằng mình nên tập trung vào hiện tại hơn là quá nặng về quá khứ hay là mơ mộng về tương lai, nhưng mà điều đó cũng không dễ dàng để áp dụng một cái cụ thể. Nói một cách khác thì một người mà có thể ngồi xuống lặng lặng nhìn vào hơi thở, một người buổi sáng thức dậy mà tập trung vào việc gì mình làm, không bị chi phối bởi việc đã qua hay là việc chưa tới, thì thật ra tất cả đều cần đến một cái sự thay đổi mà có cố gắng, có tỉnh táo ý thức, chứ không đơn giản là chúng ta muốn là được. Vậy do vậy đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong chương trình Phật pháp tuần này. Bây giờ thì bước qua phần thảo luận, chúng tôi xin được tiếp theo với đạo hữu Hồ Thanh Phát và đạo hữu Tuệ Thành Nguyễn Cương, hai cộng tác viên thường xuyên của chương trình phát thanh đường về Bánh Giác trong phần thảo luận. Thứ nhất xin chào đạo hữu Phát và đạo hữu Nguyễn Cương. Đạo hữu Phát, đạo hữu hoan hỷ chia sẻ với quý khán thính giả đang nghe, quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh đường về Bánh Giác, là đối với chúng ta những người đang sống ở trong một hoàn cảnh mà có quá nhiều điều bận tâm về tương lai, thì một cái bí quyết nào, một cách nào mà chúng ta có thể sống được an nhiên, được thoải mái trong hiện tại mà không bị những lo lắng về tương lai nó chi phối được? Xin mời được hữu Pháp. Kính thưa sư, kính bạch sư và kính thưa quý vị, theo con nghĩ đó, thì cuộc đời của mỗi con người, một cái kiếp nhân sinh của chúng ta thì luôn luôn nó có từ cái quá khứ rồi nó mới đi đến hiện tại, và từ hiện tại này mới đến tương lai. Và những cái gì mà ở nó quá khứ đó, thì chúng ta thường có cái khuynh hướng là nghĩ về chúng nó, nghĩ rằng là ở quá khứ thì như thế này, đúng lý ra thì chúng ta phải như thế này, phải như thế kia. Nhưng mà dù muốn hay là không, thì quá khứ nó vẫn là quá khứ. Nó đã qua rồi. Những cái gì mà đã qua đi thì sẽ không bao giờ trở lại. Cùng như dòng nước ở trên sông vậy, thì đã đi thì không bao giờ trở lại. Vì vậy cái vấn đề của chúng ta là sống với cái hiện tại bây giờ. Dù cho cái hiện tại này nó có khó khăn, nó có gập ghềnh như cuộc đời của chúng ta, như hiện tại của chúng ta đang trải qua với cái coronavirus này, thì chúng ta cũng phải chấp nhận, chúng phải ta bình tâm, thanh thản và chấp nhận nó. Bởi vì cái kiếp nhân sinh ấy, dù muốn dù không, nó cũng chỉ là một cái giấc mộng. Cái hiện tại cũng là mộng. Ta ngồi đây, thế nhưng chúng ta vẫn nghĩ tới những cái chuyện ở trong tương lai, những chuyện mà nó ngoài cái khả năng hiểu biết của mình. Chúng ta không thể nào hiểu biết được cách đây vài ba tháng
là nước Mỹ sẽ rơi vào trong một cái tình trạng mà nó khó khăn như hiện nay. Đứng về mọi phương diện, về phương diện chính trị, về phương diện y tế, đó nó ngoài cái tầm tay phối của chúng ta. Chúng ta không nghĩ đến được. Vì vậy cho nên, theo con nghĩ đó, thì chúng ta phải chấp nhận cái hiện tại này. Dù cho cái hiện tại này nó có khó khăn đến như thế nào nữa, chúng ta phải bình tâm, chúng ta phải bình tĩnh để mà chấp nhận nó. Bởi vì chúng ta chỉ có nó mà thôi. Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới. Và đó là cái ý kiến của chúng con về cái vấn đề này. Kính thưa Bạch Sư và quý vị. Vị khán giả đang nghe chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin Phật giáo trung tục. Trước đây thì chúng tôi chỉ gửi đến quý vị một bản tin. Bản tin này được đăng ở trên một cái website là Lion Rose hay là Sư Tử Khổng. Một website thông tin Phật giáo mà chúng ta tìm thấy tương đối rất là quen thuộc với nhiều người Phật tử cũng có nhiều không Phật tử tại Hoa Kỳ. Ở trong bản tin này, người ta đề cập đến một cái nỗ lực áp dụng thiền quán hay là phương pháp chánh niệm ở trong thời kỳ đại dịch Corona. Và điều này cũng có ít nhiều liên hệ đến những gì mà chúng tôi vừa được hữu pháp như được Thầy Thành Nguyễn Cương vừa đề cập đến. Bác sĩ Kristen Wolf là một người vốn nằm ở trong ngành y tế và cũng là một Phật tử và một người lâu năm thực tập Vipassana hay là thiền quán. Ở trong một cái nỗ lực mới đây thì vị này đã có một cái buổi hội thảo và dĩ nhiên là hội thảo trên Internet cùng với một số những thân hữu và những chuyên gia, đặc biệt là lưu tâm đến hai vấn đề. Một là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cũng như là đời sống tu tập thực hành thiền quán thực hiện ở trong cái giai đoạn mà phải nói rằng tranh tối tranh sáng của nhân loại như thế nào trước sự hoành hành của đại dịch. Qua rất là nhiều bàn thảo thì buổi hội thảo đã đưa đến một cái kết luận ở bốn điểm, và bốn điểm này đều rất là đáng để cho chúng ta chú ý. Thứ nhất là những chuyên gia này họ nói rằng ở trên một phương diện nào đó thì đại dịch Corona bắt buộc tất cả chúng ta phải tập sống vượt khác với cái thói quen. Ở trong tâm lý học họ nói đến cái automatic behavior, tức là những cái phản ứng của chúng ta trong đời sống, cách cư xử của chúng ta trong đời sống mà nó chỉ thường cho thói quen. Thí dụ như là gặp cái chỗ nào ngon thì mình vào ăn, gặp những người nói cho mình những cái chuyện mình không thích thì mình bực bội phản ứng. Và hầu như đa số chúng ta sống mà theo cái ngôn ngữ thường rất là sống theo bản năng, sống theo thói quen, sống theo một cái tập quán cố hữu. Thì đại dịch đã bắt buộc chúng ta phải đặt lại toàn bộ vấn đề. Ngày xưa chúng ta gặp nhau thì tai bắt mặt mừng, đến gần nhau nói chuyện nhiều, chạm tay với nhau, bắt tay. Bây giờ thì không. Bây giờ đôi khi có nhiều khi một người thân thấy đứa con, đứa cháu của mình rất dễ thương, nhưng mà không chạy đến bồng ẩm đựng niệu như là thường khi. Gặp bạn bè rất thân cũng không bắt tay, mà luôn luôn phải giữ cái khoảng cách. Và đối với bác sĩ Kristen Wolf cũng như những người bạn hữu thì điều này nó lại là một cái bài học rất là vỡ lòng khi mà chúng ta đi vào trong thế giới của quán niệm. Ở trong thiền quán, cái niệm xứ hay là pháp quán niệm đó, thì chúng ta có một cái bài học vỡ lòng ý thức rằng hầu hết những cái cách sống, cách phản ứng của chúng ta đi đứng nằm ngồi nói cười vui buồn v.v.
là chúng ta chỉ mô phỏng lặp đi lặp lại theo một thứ mà chúng ta gọi là lề thói, tập quán hay thói quen. Và thói quen đó, nó đã tạo thành một con người, anh A là anh A, chị B là chị B, bà C là bà C. Bởi vì sao? Chúng ta đã có một cái khuôn nhất định, sống như vậy, phản ứng như vậy. Bây giờ thì đại dịch corona bắt buộc chúng ta phải mừng tỉnh đẹp và thấy rằng mình không thể sống theo thói quen được. Và nếu chúng ta nhìn một phương diện tích cực á, thì nó cũng là một cái cơ hội để bắt buộc chúng ta phải tỉnh táo lại, bắt buộc chúng ta phải có một thái độ thay đổi, sống khác hơn với những gì mà chúng ta thường thường sống. Và điểm thứ hai cũng là một điểm rất là thú vị ở trong cái việc đúc kết cho cái buổi hội thảo, là người ta nói rằng chính cái đại dịch và những yêu cầu của chính quyền, của giới hữu trách, cũng như là cái sự cẩn trọng cá nhân, nó lại là một cái cơ hội để chúng ta học chánh niệm. Và do cái chánh niệm này, chúng ta sẽ ít nhiều thay đổi cái sống của chúng ta. Như trên trong điều số 1 thì chúng ta nói rằng mình chẳng những không thể sống theo một cái thói quen cố hữu, mà bây giờ chúng ta phải sống theo chánh niệm. Lấy một cái thí dụ, hai trường hợp là trường hợp cần phải rửa tay và không để tay đụng lên mặt mũi mình thường xuyên khi đi ra bên ngoài. Nó đã là một cái thử thách rất lớn. Có nhiều người cảm thấy không có thói quen quen rửa tay. Một số ít người cho chúng ta thường xuyên rửa tay. Nhưng mà bây giờ trong thời đại dịch thì họ khuyên chúng ta rửa tay càng nhiều càng tốt. Và đôi khi cái nước rửa tay, xà bông rửa tay, nó làm cái da chúng ta không dễ chịu, bắt buộc phải thoa kem dưỡng da v.v. Nhưng mà họ nói rằng chúng ta bây giờ phải bắt đầu ý thức rằng những cái chỗ mà mình đụng, mình sờ vào, ngay cả những cái hàng hóa mà mình mua bắt bỏ trên xe thì nó cũng trong đó có ít nhiều. Dạ, có ít nhiều là có thể nó đã chứa được một cái sự nguy hiểm tiềm ẩn của COVID-19, của virus. Thành ra phải rất là chánh niệm, hay nói cái khác là phải ý thức phải liên tục. Thậm chí một việc rất đơn giản đó là cái giãn cách xã hội mà ngày nay gọi là social distance. Chúng tôi nhớ rằng mấy hôm trước chúng tôi có quen với một anh cảnh sát người Việt Nam làm việc California. Anh được chỉ định ra để giám sát ở ngoài bờ biển, lúc đó biển California chưa đóng cửa. Và anh nói cái điều khổ sở nhất đó là làm sao để nhắc mọi người giữ khoảng cách. Khi đến nói với họ thì họ nói rằng họ đến đây trước, họ đã ngồi đây, rồi những người khác họ đến ngồi gần họ, họ đuổi đi không được, thí dụ như vậy. Nhưng mà đa phần cái khoảng cách của chúng ta, người này và người khác đó, nó đòi hỏi một sự trách nhiệm rất là cao. Ngay cả chúng tôi đi ở chùa, nhiều lúc mà gặp những người Phật tử quen, họ đến rất gần, không mang khẩu trang, mà mình lui ra, mình đứng cách xa đó, thì cũng cảm thấy rất điều bất lịch sự. Nhưng mà phải nói rằng không dễ dàng để mọi người có giữ cái trách nhiệm, giữ một cái giãn cách cần thiết của xã hội. Thật ra vì những chuyên gia này họ nói rằng chính cái đại dịch corona một lần nữa nhắc chúng ta rằng chánh niệm rất là tốt. Chánh niệm giúp chúng ta thường xuyên giữ khoảng cách, thường xuyên tránh lấy tay chạm vào mắt, chạm vào mũi, chạm vào miệng mình. Một cái trường hợp thì chúng ta rất là dễ tạo ra sự lây lan. Và trong cái điều thứ ba, những vị này nói rằng chánh niệm giúp cho chúng ta giữ được cái sự thăng bằng tương đối về tâm lý, nghĩa là nhìn vào chính mình, và do vậy cái sự bình ổn này nó sẽ giúp cho chúng ta tăng được cái khả năng đề kháng. Theo tất cả những bác sĩ mà phát biểu về việc chữa trị COVID-19 thì nói rằng chữa trị COVID-19 một phần ngày nay thì chưa có thuốc, nhưng mà có nhiều người vượt qua được, là phần lớn là từ cái khả năng đề kháng của thân, cũng như là cái tâm thái mạnh mẽ hay không. Nếu một người mà có tâm thái tốt, có cái lượng và cái khả năng đề kháng tốt, thì tương đối là họ sẽ vượt qua COVID-19 dễ hơn những người khác. Thì điều này một lần nữa lại trả chúng ta trở về
với cái năng lực của chánh niệm, năng lực của sự bình ổn nội tại. Và trong cái năng lực này, nó đặt chúng ta vào trong một cái điều kiện là có cả những trọng đó, có liệu toan đó, nhưng mà tâm của chúng ta không quá bị dao động, tâm của chúng ta không quá bị suy nhược. Cách đây vài hôm, chúng tôi có được nghe một cái vị thẩm phán của Harris County ở trong lời phát biểu về trường hợp đương đầu với sự lây lan, sự lây nhiễm của COVID-19, thì vị thẩm phán này cũng đặc biệt nói đến một điều là do sự cách ly lâu ngày chúng ta mệt mỏi, và khi mà chúng ta mệt mỏi rồi thì đôi khi nó sinh ra một cái thái độ bất cần, và sự bất cần này trở nên rất là nguy hiểm. Thì như vậy á, nếu chúng ta có tu tập và chúng ta làm sao vượt qua thời kỳ đại dịch mà cái tâm thái vẫn tốt, không có mệt mỏi, và ngày hôm nay cái sự cẩn thận của chúng ta nó cũng giống như 3 tháng trước, nó vẫn với một thái độ mà nghiêm túc chứ không phải là ơ hờ, không phải là phó mặc, thì như vậy tương đối được xem như là tốt. Và thứ thì có một điều sau cùng mà được rút ra từ cái buổi hội thảo của bác sĩ Kristen Ward cũng như những người thân hữu khi mà bàn về chánh niệm và COVID-19, thì những vị này nói rằng chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà ngành truyền thông rất là dễ, nó rất là dễ chi phối và làm cho chúng ta rơi vào tình trạng điên đảo phỏng tự. Bên này thích bên kia nhiều quá, bên kia thích bên nọ nhiều quá. Bên này đặc biệt là lo lắng về bệnh, bên kia không lo lắng về bệnh. Thì cái yếu tố trách nhiệm ở tại đây là làm thế nào chúng ta thu lượm được những tin tức cần thiết để không có hoảng loạn. Biết mà không có hoảng loạn, đó là một cái chìa khóa của chánh niệm. Lấy ví dụ như chuyện rất là bình thường trong đời sống, thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Nhưng mà có một số người trong chúng ta đối diện với cái già, cái bệnh, cái chết bình tĩnh hơn, là có một số người gặp những chuyện đó rất là hoảng loạn. Có những người bình thường nói rằng mình không sợ chết, không sợ bệnh, nhưng mà mới nghe mình bị bệnh tiểu đường, mới nghe mình có thể bị chết, mới có thể lây nhiễm thì hoảng hốt lên. Thật ra người ta khuyên rằng ở trong cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta đi vào cái thế giới của truyền thông giống như chúng ta đi vào một khu rừng nhiệt đới. Ở trong khu rừng nhiệt đới thì có hoa lan dại, có cây trái để mà ăn, có nước để mà uống, nhưng bên trong đó cũng rình rập là có rắn độc, có những loại hoa độc, có những thứ nguy hiểm chờ đợi. Thì như vậy không phải là chúng ta hoàn toàn chạy theo, chúng ta hoàn toàn tin tưởng, chúng ta hoàn toàn đem hết tất cả những gì truyền thống đưa vào trong cuộc sống. Nhưng mà đồng thời cũng không có nghĩa là chúng ta lấy muỗng đi che tay, mình không muốn nghe điều gì, mình bịt lỗ tai lại. Thì như câu chuyện của sập khứ do ngày xưa chẳng hạn, thì thật ra nó cũng là một chuyện rất là nguy hiểm. Do vậy, trong bốn điều được đúc kết thì chúng ta thấy rõ ràng rằng ngay cả trong cái hoàn cảnh của đại dịch, trước những xáo trộn biến động của thời thế, thì sự tu tập nó vẫn có một giá trị. Và giá trị đó nó trả chúng ta trở về lại với đề tài của câu pháp thoại mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, là sống trong hiện tại nhưng mà không để sự liệu toan ở tương lai khiến cho chúng ta trở nên dao động, trở nên bấn loạn. Chúng tôi xin kết thúc chương trình hôm nay của chương trình Pháp Đường Về Vấn Giác, và thay mặt cho đội ngũ pháp sinh được hữu cương xin chúc tất cả một tuần lễ an lạc, và mong rằng chúng ta có đủ nghị lực, có đủ sức khỏe, và đặc biệt có đầy đủ chánh niệm để vượt qua đại dịch này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.